Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một cái nền diện tích bề ngang 520 ủa 540 200m, pháp lý là thổ cư full luôn. Thì đây là thuộc của khu vực làng Hoa Kiển Bà Bộ ha, gần chợ Bà Bộ, thì cách đại học y dược đâu đó tầm khoảng 1 km, cách bệnh viện đa khoa Trung ương khoảng 1 km luôn. Thì cách chợ thì tầm khoảng chừng 100m là tới chợ Bà Bộ. Đường này đang nâng cấp lên đô thị là chừng 5m, lề mỗi bên là 2m. Thì đây là khu vực làng Hoa Bà Bộ, thuộc là phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thì nó giáp ganh với phường An Khánh, quận phường Long Tiền đồ luôn ha. Thì đây cũng là thuộc trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì nhà cửa rất là đông đúc, đường thì thông thoáng, đường nhân sinh, nhà cửa rất là nhiều. Thì ở đây thuận tiện kinh doanh mua bán đa ngành nghề. Cái nền thì diện tích bề ngang 540-200m này thì chủ đang có nhu cầu bán là giá cũ là 5,5 tỷ, giờ chủ giảm xuống còn có 4,9 tỷ là sở hữu ngay một cái nền 200m² thổ cư ha. Thì nền gốc hai mặt tiền, mặt tiền lộ chuẩn 5m, mặt tiền hẻm 2m, có thể mình cất nhà trọ ha, mở quán cà phê ha, làm gì cũng được hết ha, tùy theo mình mua sử dụng. Thì cái con đường này đi thẳng vô, nó sẽ đi ra đường sân bay, đường Võ Văn Kiệt, ra khu dân cư 12 hecta 8 ha. Vòng vòng đây nhà cửa rất là đông đúc luôn. Còn hướng này sẽ đi ra chợ Bà Bộ. Thì đây ra chợ Bà Bộ thì tầm khoảng 100m là tới chợ Bà Bộ à. Lộ đang nâng cấp chuẩn bị hoàn thiện nha, cống thoát nước ngay giữa hai bên đường đồ đầy đủ chân ha. Thì cái vị trí nền thì nó nằm cặp theo cái hẻm bên đây đó, đây có hẻm vô luôn đó. Nền mình thì từ cái vị trí cọc ganh này nó sẽ đi qua tới miếng nhà đây là 5m, chạy dài vô tới cái miếng nhà trong là 40m nha. Cái hẻm này thì phía trong nhà cửa cũng rất là nhiều đông đúc luôn đó. Đây nhìn qua thì thấy khu dân cư của thằng An Khánh, An Khánh bên kia đó, khu tái định cư của Đại học Y Dược An Khánh đó. Thì cũng bên đó là cái chợ An Khánh bên đó, còn bên đây thì cái chợ của Bà Bộ làng Hoa Kiển ha. Thì con đường phía trước này thì là đường chuẩn 5m, quay hướng này thì hướng Tây Bắc nha, quay về đây là hướng Tây Bắc. Ở đây Tết là trồng hoa dữ dằn luôn, nguyên cái làng hoa luôn nè. Khu vực này thì nhà cửa rất là đông đúc. Quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu này thì cái nền này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 40 00 40, sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi. Khi vừa ý trực tiếp mình gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Giá cả thì chủ đưa ra từ ngang 5 x 40 200m thì thổ cư full đặt luôn, 200m thổ cư. Thì giá chủ đưa ra thì chỉ có 4,9 tỷ, giá đang ngợp nha. Thì quý cô chú anh chị em quan tâm thì đến coi thực tế. Rồi cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Thì rất mong quý cô chú anh chị em mình xem video, dưới phần video thì đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo, sẽ có những vị trí nền hoặc những vị trí nhà gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Khi vừa ý trực tiếp mình gặp chủ mình mua. Xin cảm ơn rất nhiều.